Miền quê Đông Bắc xin kính chào tất cả cô bác bà con nhé. Hôm nay em lại bắt đầu tiếp tục xuất hiện ở tại thôn Bó Cậu nhé, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang nhé, để cùng các bác trải nghiệm về cái vườn cây bạch đàn nhé. Ở đây thì có hai loại luôn, lát em sẽ review kỹ cho các bác về hai loại bạch đàn được trồng chung một mảnh đất thì nó như thế nào nhé. Các bác nhé, các bác cùng theo dõi nào. Trước mình kiểm tra cái đất ở đây đi. Đấy, bác, ở đây thuộc hệ người ta gọi là đất giò đấy các bác này, nó pha cát này, gọi đất giò đấy, đất giò nó kỳ giò bếp các bác. Nhưng ở đây thì ngoài cái cây cỏ dại thì không có một cái cây gì mà mọc lên được trừ bạch đàn. Đây, những cây bạch đàn này đang mọc rất là đẹp đấy các bác. Để em sẽ cùng các bác chuyển hướng về đằng kia nhá, những cái cây cái cuối cuối kia các bác nhìn kia là khác này. Đây đây là bạch đàn đỏ nhá, người ta trồng thì 2 mét cách 2 mét cách 2 mét này, em để tiến lại gần thì các bác xem nhé. Đây các bác, đây các bác có thể để ý đây, cây nó lớn mà nó nứt vỏ rất đẹp đây. Đây không phải nó bị bệnh các bác nhá, cây nứt vỏ rất đây. Khoảng cách các bác có thể em ướm này, hàng cách hàng 2 mét và bên này cũng vậy này, hàng cách hàng 2 mét vuông cách vuông nhé các bác nhé. Có thể là 2 mét rồi hám, và tí vì người ta trồng ướm là không thể đo từng mét vuông được. Đây vườn bạch đàn đỏ cũng phát triển rất đẹp đây, cũng lớn rồi. Em thử ôm cái cây gọi là hai, cho cái tay này vòng vòng hết cả hai tay xem nào. Đấy, như vậy là vòng đủ một vòng tay nhé. Đây vườn bạch đàn này nó sẽ khoảng hơn 2 tuổi, 3 tuổi, gần 3 tuổi với vườn bạch đàn này. Thì em sẽ cùng các bác di chuyển về phía vườn bạch đàn trắng bên đằng kia để xem trải nghiệm xem nhé. Đây các bác đây. Lúc nãy em review bên kia là cái cây vườn bạch đàn đỏ nhé. Còn vườn đấy bên này người ta gọi bạch đàn trắng, thì các bác nhìn cái lá của nó cũng khác này. Cái lá của nó có màu xanh khác luôn đây các bác này. Và ở cái vườn bên kia thì cái lá nó cứ màu vàng vàng tối đỏ hơn này các bác này. Đây cây ở đây thì loại này thì nó lớn hơn một chút, lớn nhanh hơn. Hai vườn của giờ rồng cùng nhau mà cái này có kích thước lớn hơn này. Như thế này cũng đầu 3, gần đầu 3, đầu 4 rồi đấy. Đầu 3 rồi. Đây đều đều tăm tắp đẹp lắm. Các bác lưu ý ở đây tại sao vườn này lớn hơn ạ? Tại vì khoảng cách hàng cách hàng và cái cây nó rộng, nó rộng hơn cái vườn bên kia, dần bên kia người chủ nhà nó rộng dày hơn. Đây bác, ở đây là đất giò nhá, đất giò bạc màu ấy, ta gọi đất giò rất là bạc màu luôn. Ngoài những cái cây cây guột mây này, bé này nó mọc được này, thì các cái cây cỏ dại nó mọc được thôi, còn nếu đối với chúng ta canh tác màu thì nó rất là xấu. Đây em sẽ di chuyển ra đây để quát xem người ta canh tác màu như thế này nhé. Đây là một con đường đi này. Đây các bác để ý, đây là một con đường đi này, hai bên này người ta trồng bạch đàn hết rồi. Và ở đây người ta người dân phát triển về cái cây bạch đàn thì khắp các cái vạt kia đều là cây bạch đàn hết. Về suốt bên này những vườn cây này trồng trước này nó thấy đẹp và người ta trồng theo này. Các bác xem người dân người ta canh tác màu đây này, đối với cây ngô các bác như thế này thì làm sao chấp nhận được. Đây ngô trồng có ra gì, tại vì đất đất do bạc màu mà trồng cái gì cũng khó khăn lắm các bác. Nó nhiều những cái con sâu bọ ở dưới mà nó sống ở dưới lớp cát này, canh tác rất là khó luôn. Đây bác xem vườn cây bạch đàn này, một vườn đây là vườn đỏ nhé các bác nhé. Đây vườn bạch đàn trắng này nó cao hơn này, tốc độ cao và lá nó khác nhau nhé các bác nhé, các bác để ý nhé. Đây này, còn vườn bên này vườn bạch đàn đỏ các bác nhìn thấy ạ. Đấy, em không biết là nó có mấy loại nữa, đại thể là cái lá, nhìn cái lá và cái thân nó khác nhau hoàn toàn luôn. Cái thân bên này nó đỏ đậm hơn này, và bên này cây nó trắng hơn này, đẹp lắm, rộng khắp bên dưới kia luôn, rất là đẹp luôn. Em sẽ cùng di chuyển qua các bác để càng ngắm lại nhé. Đây các bác, em di chuyển về cái hướng này các bác nhìn này. Đây vườn bạch đàn nó đẹp đẹp gì đâu luôn đấy, bác nhìn xem rất đẹp luôn này, tăm tắp thẳng. Chỉ có cây guột sống được nhá các bác. Cây guột là một cái cây ăn màu rất kiểu, người ta rào rất kỹ luôn, chăm rất kỹ luôn, không cho trâu vào nhá. Nhưng nhìn những cái cây vỏ nó tước ra nhìn này, sướng, nhìn đẹp không. Đấy các bác thấy rất là đẹp luôn. Em di chuyển xuống bên dưới kìa để các bác cùng xem nhá. Đây là các bác cùng em đi tham quan về cái vườn đằng dưới kìa, các bác nhìn đẹp không. Đây khắp bốn bên này bạch đàn này rất là thẳng tắp tắp luôn, đẹp không. Đây thẳng tắp 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 luôn, rất là đẹp luôn. Đây các bác xem những cái vườn, những cái cây mà trồng chỉ trồng trước mà nó đẹp này. Ngoài cây guột ra, guột mây ấy, cái loại này nó bám má lắm mà. Mà người chăm cũng rất là tốt luôn này, rất đẹp, thẳng tắp tắp luôn này. Đây các bác nhìn đây, có bác đang chăm sóc vườn trong kia mà em ngại vào hỏi xem. Đây dài rất là khắp khu vực này luôn, đẹp đẹp các bạn. Đấy cũng đây cũng một là hướng cây mới nhá, dòng đất căn nha các bác nhá, bạch đàn. Đấy như vườn cây, như vườn cây này là đã 4 tuổi rồi, 4 tuổi như thế này là đẹp rồi.
Dạ đó các bác, em sẽ cùng ra di chuyển qua hướng bên kia nha các bác nhé, để chúng ta xem lại những cái vườn cây mới trồng nữa nha các bác nhé. Đây rất là rộng luôn, mênh mông bạch đàn, không là bạch đàn đấy. Đó, để ý nha, cái vườn vườn bạch đàn đỏ này nó không không như vườn trắng ở đây. Chỉ cách nhau có một hàng rào đây thôi. Đây là cái cọc rào nhá. Cách nhau một hàng rào, cùng một trồng cùng một thời điểm mà những cây này lớn hơn. Qua chia sẻ của chủ nhà thì đây hàng cách hàng các bác nhìn thấy thừa nữa. Còn cái bên này thì nó dày hơn này. Đấy, chỉ nhìn là biết thôi. Mình sẽ cùng di chuyển ra bên kia để xem cái chỗ người ta mới trồng nó sẽ như nào nha các bác nhé. Đây, đối với cái khu vực này thì chủ nhà cũng chưa chăm được này. Cỏ dại không mà, đất này chỉ cỏ dại mọc được như này cũng là ác rồi. Tại vì đất do nó cằn lắm. Mà cái cây quột mây này nó lên ác, nó chịu cằn ác nhất đấy. Cái cây quột mây này mà nó bản thân nó rất là dài này. Đó xem này, ôi rồi xé mà muốn bén cả tay luôn này. Coi như khu vực này nó hơi cằn một chút, nó chưa được chăm. Em sẽ cùng các bác di chuyển theo phía bằng bên kia người ta mới trồng xem nhé, nó sẽ như thế nào nhé. Đây nhá các bác nhá, cây bạch đàn người ta mới trồng này, cái này mới trồng thôi, mới tinh mới tèo luôn các bác nhìn này. Cây nó rất non và mềm luôn, cái lá nó cũng có màu đỏ đỏ này này. Người ta bảo là có hai loại bạch đàn trắng bạch đàn đỏ thì mình cũng không biết ở đây này. Người ta ở đây nương này thì trồng khoảng cách này với khoảng cách kia nó cũng rơi vào khoảng 3 mét đấy. Đây. Còn hàng cách hàng này thì hơn 2 mét rồi đây. Lúc nãy em review với các bác bên kia vườn đỏ này, vườn trắng bên kia nó cao hơn này. Cao mà lá nó khác nhau chứ các bác. Nó không giống nhau nhá, đỏ này. Đỏ nhìn thấy không? Bạch đàn đỏ ấy, mà nó lá nó veo 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 như kia, còn cái lá trắng thì nó đẹp hơn mà cây tốt hơn. Còn bên trên này cũng thế, người ta bảo bạch đàn đỏ này nhìn nó li ti này. Các bác lưu ý trồng cây này ấy là đất cằn nha các bác nhá. Đây là đất cằn ấy, không biết trồng mồ côi mà trồng ở hàng rào nó phải lớn đến cỡ nào đó. Đây các bác nhìn cái vườn này người ta chưa chăm này, các bác nhìn ở bên dưới này. Bên dưới này cỏ toàn cỏ quật mây thôi, riêng đắc cỏ này mà mọc đến các bác dùng canh tác bất kỳ loại gì không nên là chỉ cái bạch đàn thôi. Đây nhìn này, những cây quật mây này các bác nhìn này. Đấy, những cái bạch đàn được trồng xuống đây. Ở đây thì bạch đàn được canh tác rất là nhiều cả bên này nữa. Và những cái nương trên cây ta mới trồng thì rất nhiều luôn. Chỉ có xoan và bạch đàn lớn được thôi. Đây bác bên kia em ngắm lại cùng các bác bên bên kia rất là đẹp luôn các bác kìa. Thôi em chào các bác tại đây nhá. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh để cùng đón xem nhiều nhiều clip hơn nhá. Đây em đang ghi nhận tại thôn Bó Cậu nhá. Và thôn Bản Cậu, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang các bác nhá.